một bên khác tại xương trắng dâng lên về sau bên cạnh bị một mảnh xương trắng bao phủ lạc hồng dạ nằm sấp trên ác hao hiếu kỳ vừa nón nót tay nhỏ chứa trọng một chút bên cạnh xương trắng xương trắng bị làm giải tán lúc sau rất nhanh lại lần nữa tụ tập khép lại lạc hồng dạ vừa đi vừa về gãy quay đầu lại ngạc nhiên nhu nhu hô mẫu thân hào hảo chơi đương lạc hồng dạ quay đầu lại về sau mới phát hiện bên cạnh lạc như anh sớm đã không thể tăm hơi liền ngay cả hầu ở bên cạnh một bên khác nguyệt thanh nhu cũng không thấy mẫu thân nguyệt tỷ tỷ Lạc Hồng dạ mắt to tràn đầy bất an, không ngừng nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng lần nữa kêu gọi nói. Bốn phía xương trắng mênh mông, yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ông ông ông, mẫu thân, cha, ông, ông ông ông, cặp bốn phía thật lâu không người đáp lại. Lạc Hồng dạ không khỏi hồi tưởng lại đã từng bị người nắm lấy một mình nhốt tại đen nhánh lồng giam nước bất lực, hốc mắt nước mắt ướt nhẹp, sợ hãi rơi xuống ống ánh nước mắt. Giống, nghe được Lạc Hồng dạ tiếng khóc, ác hào ôn nhu gầm rú một tiếng. Thật dài cái đôi đặt tới Lạc Hồng dạ gương mặt nhẹ nhàng cọ sát mèo to mèo lạc hồng dạ xoa xoa nước mắt cảm động ôm lấy ác hao cái đuôi trong lòng lập tức liền không có cảm thấy như vậy bất lực sợ hãi ác hao gặp lạc hồng dạ an tâm lại về sau nâng tựa theo trực giác một mình mang theo nàng tại trong xương mù khói chẳng tiến lên mèo to mèo người một dẫn dạ dạ đi tìm cha cùng mẫu thân à lạc hồng dạ ngồi ở phía sau trên lưng ôm ác hao cái đuôi nhu nhu hỏi ác hao nhẹ gật đầu cũng liền tại lúc này ác hao đột nhiên đã nhận ra cái gì dừng bước lại hai con người hồng ác nhìn chăm chú xương trắng phía trước thời gian dần trôi qua trong sương mù khỏi trắng đi ra một đạo sau so lạc hồng dạ lớn hơn không được bao nhiêu thân ảnh kiểu tiểu khôi tỉ tỉ lạc hồng dạ nhìn thấy xuất hiện người tới lập tức đôi mắt sáng lên ngạc nhiên kêu gọi nói người tới chính là hôm qua mới cùng lạc hồng dạ nhận biết bạn mới bằng hữu khôi tiểu nữ hai này lúc này có thể xuất hiện ở đây cực kỳ khả nghi nó thậm chí đều khó mà phát giác được nàng đến ác hào không biết tiểu nữ hai này đến cùng là địch hay bạn như cố một mặt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú khôi khôi ngược lại là hoàn toàn không thấy ác hao đi thẳng tới trước người của nó ngay tại ác hào có chút nằm dạp người chuẩn bị đối khôi xuất thủ lúc khôi một ánh mắt trừng cho nó trong nẻ mắt thần sắc ngưng kết loại cảm giác đáng sợ này nó rất quen thuộc tại dạ gia lúc nó liền thường xuyên sẽ bị dạ thiên thần đại nhân chừng qua tiểu nữ hài này không tầm thường ác hào chớ khẩn trương ta là phụng ma tôn đại nhân chi mệnh tới bảo hộ tiểu công chúa khôi thanh âm tại ác hào trong đầu vang lên ác hào kinh ngạc nhìn qua trước người tiểu nữ hài chậm rãi thu hồi địch ý cùng cảnh giác nó biết nàng là ai khôi đi đến ác hào bên cạnh không có giống lần trước đồng dạng chậm rãi leo đi lên mà là nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống lạc hồng dạ sau lưng dạ dạ đừng sợ khôi tỉ tỉ dẫn ngươi đi những tìm người mẫu thân có được hay không khôi cười khánh khách đối lạc hồng dạ nhẹ giọng dụ dỗ nói mê mệt tốt lại thêm một cái bằng hữu ở bên cạnh lạc hồng dạ trong lòng đột nhiên cũng chẳng phải sợ hãi vui vẻ đáp khôi mặt lộ vẻ cưng chiều mỉm cười nhẹ nhàng sờ lên lạc hồng dạ linh xào cái đầu nhỏ tại đi tìm dạ dạ mẫu thân trước đó dạ dạ cùng khôi tỉ, tỉ làm trò chơi nhỏ có được hay không mê mơ là trò chơi gì nha khôi tỷ tỷ lạc hồng dạ xoay người nhìn về phía khôi nhu nhu mà hỏi trò chơi rất đơn giản dạ dạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ khôi tỷ tỷ ta nói lại mở mắt thời điểm dạ dạ liền có thể rất mau nhìn đến mẫu thân khôi nhèo nhéo lạc hồng dạ tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cười nói tốt là thế này phải không khôi tỷ tỷ vừa nghe đến có thể rất nhanh nhìn thấy mẫu thân lạc hồng dạ lập tức hai tay che hai mắt ngoan ngoãn nhắm mắt lại Đối, dạ dạ không cho phép nhìn lén a à, không phải liền mất linh khôi mỉm cười lặng yên không tiếng động từ ác hào trên thân nhảy xuống tại ác hao cùng là hồng dạ chung quanh bày ra kết giới người canh giữ ở tiểu công chúa bên người liền tốt còn lại đều giao cho ta khôi đối ác hao dặn dò một câu về sau ánh mắt băng lãnh nhìn phía xương trắng chung quanh trong sương mù khỏi trắng lần lượt hiện ra lần lượt từng thân ảnh dần dần hướng lạc hồng dạ đến gần người tới đều là thân mang tiên bào một bộ da về đạo mạo dáng vẻ hiển nhiên không phải người của ma tộc đương tiên tộc mọi người thấy khôi kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở trước mắt lúc mọi người vẻ mặt sững sờ nghi ngờ hai mặt nhìn nhau tiểu nữ hai này là ai Nàng là chúng ta muốn tìm ma giới tiểu công chúa sao? Không phải, ma giới tiểu công chúa là cưới tại con kia ma thú trên người một cái kia. Vậy cái này tiểu quỷ là thế nào xuất hiện tại cái này? Không biết, có lẽ là nàng ở tại tiểu công chúa bên người, cùng nhau mang tới đi. Mặc kệ, đem cái này tiểu quỷ giết, sẽ cùng nhau giải quyết con kia ma thú, mang đi tiểu công chúa. Đồng thủ, cầm đầu tiên tộc nam tử lớn tiếng hạ lệnh, đám người nhau nhau rút ra tìm kiếm, lăng không bay vọt mà lên. Từ trước mắt tiểu nữ hài này trên thân, bọn hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ linh lực khí tức cùng cảm giác áp bách nhưng mà chính là như thế thoáng chủ quan khôi sao lưng trong xương mù khỏi trắng đột nhiên thoát ra hai đạo thần hồng hai thanh lợi kiếm tại chỗ quán xuyên hai người lồng ngực hai tên tiên vương còn không có kịp phản ứng ngay tại chỗ tiên vẫn còn lại đám người quá sợ hãi còn có những người khác toàn bộ giết khôi lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người tại đây nói cả người tư nhỏ nhắn sinh sắn tú lệ thiếu nữ nói ra những lời này nhưng cực kỳ không hài hòa tại khôi thoại âm rơi xuống một khắc này trong sương mù khỏi trắng lập tức thoát ra rất nhiều đạo thân ảnh hưởng đám người đánh tới không có chút nào phòng bị phía dưới không ít người tại chỗ bị phía sau lưỡi dao xuyên qua lồng ngực có địch nhân đánh lén cẩn thận chung quanh những người này là từ đâu tới đừng hốt hoảng tiêu diệt bọn hắn đám người thất kinh vội vàng triển khai phản kích nâng tựa theo tu vi ưu thế rất nhanh liền đem ban sơ đánh lén đám người toàn bộ chém giết nhưng mà đám người lại phát hiện địch nhân liên tục không ngừng ngược lại càng giết càng nhiều một kiếm chém giết phía sau một người bốn phương tám hướng liền lại nhào tới mấy tay cầm đào lưỡi đao địch nhân lao ra địch nhân tu vi cũng so trước đó đều cao hơn thương trần đại nhân làm sao bây giờ chúng ta tựa hồ bị bao vây một nam tử một bên vội vàng ứng phó địch nhân một bên hướng phía đứng ở một bên một mực không có xuất thủ nam tử dò hỏi thương trần khẽ nhíu lông mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc làm sao lại nhiều người như vậy những người này tựa hồ đã sớm một mực tại nơi này chờ lấy bọn hắn bọn hắn là thế nào biết bọn hắn chuẩn bị muốn động thủ mà lại những người này đều rất kỳ quái không sợ hãi chút nào sinh tử nghĩa vụ quay lại nhìn hướng bọn họ đánh giết mà tới ma tộc thiên tình vốn là dung mãnh không sợ hãi chút nào, điểm này hắn là biết đến. Nhưng những người này không giống, bọn hắn thần sắc ngốc trệ, mặt không biểu tình, trên lạng khối gỗ. Cho dù nhận nghiêm trọng đến đâu thường thế, bọn hắn cũng sẽ không phát ra cái gì một tiếng đau nhức ngâm kêu rên. Ngược lại là tràn ngập chính bọn hắn người không ngừng tiên vẫn từ trận tiếng kêu thảm thiết. Thương trần tựa hồ đã nhận ra cái gì, chủ động nhảy lên tiến lên. Một kiếm đâm xuyên qua một người ngực, rõ ràng trái tim bị đâm xuyên, người kia nhưng như, như cú một mặt chất phác thậm chí không thèm để ý chút nào tiếp tục huy kiếm hương hắn chém tới thương trần một kiếm bêu đầu đầu người nọ sỏ rốt cuộc hiểu rõ hết thảy khô lỗi những người này căn bản không phải người mặc dù bề ngoài cùng người bình thường giống nhau như đúc có máu có thịt nhưng cũng không có thân hồn ký túc ở trong đó chẳng qua là vèn vẹn một bộ thể xác khô lỗi mà thôi có thể làm ra như thế số lượng tinh xào nhục thân khô lỗi của thực để thương trần giật này cả mình cái này mỗi một bộ khô lỗi đều tương đương với tái tạo một bộ nhục thân chỉ cần đem linh hồn nhét vào trong đó, liền lại là một cái người sống sơ sờ. Mà ở đây những khôi lỗi này bên trong, không thiếu rất nhiều tu vi đạt đến tiên hoàng, tiên tồn cấp bậc, thật là lợi hại. Đây đều là nữ nhân kia làm. Thương trần ánh mắt khiếp sợ nhìn phía một mực lặng lặng đứng sừng sững ở một bên quan chiến khôi, nàng chính là điều khiển những khôi lỗi này phía sau màn sai sử. Phát hiện sao, đáng tiếc tá trận. Hôm nay các người đều phải chết. Khôi cười lạnh, vây vây tay, bốn phía khôi lỗi vải liệt kết trận đem thương trần bọn người bao quanh khốn nhập trong đó, chết khôi vòng lỗi đại trận, giết. Theo khôi non nớt nhẹ nhàng thanh âm vang lên, bốn phương tám hướng khôi lỗi toàn bộ vận chuyển linh lực cầm trong tay phi kiếm cùng các loại tiên pháp đánh tới hướng thương trần đám người. Phúc, anh, mới không kịp phòng bị tiên tộc tu sĩ tại chỗ tiên vẫn, tụ tập kết trận, thương trần quát lạnh một tiếng, chung quanh kẻ khác từng người tự chiến đám người nhao nhao tụ lại đến bên cạnh hắn. Cộng đồng thi triển ra bình chướng hoặc là pháp bảo chống cự phi kiếm công kích, khôi nhẹ nhàng với vẫy tay, khôi lỗi bay vọt tiến lên, toàn bộ chủ động đụng phải thương trần đám người bình chướng bên trên một đống lớn khô lỗi đóng đặt ở đám người hợp lực ngưng tụ bình chướng bên trên nhưng lại mở không ra đám người không khỏi phát ra giễu cột trào phúng có thương trần đại nhân tọa trấn bằng những này không hồn khối lỗi cũng muốn phá vỡ chúng ta trận pháp cho cười người xem bọn hắn có phải hay không khí cấp bại phôi lại để cho bọn hắn chặt 100 năm bọn hắn đều không phá nổi kết giới đang lúc đám người dương dương đắc ý lúc thương trần nhưng lại là nhíu mày trông lên tới khối lỗi giống tòa nhỏ gò núi cơ hồ hoàn toàn đem bọn hắn bao phủ biết rõ bằng vào những khối lỗi này là không thể nào phá vỡ trận pháp kết giới vì sao còn muốn cho bọn chúng che giả mang mọc đâu thương trần trực giác bén nhạy đã nhận ra dị dạng ánh mắt xuyên thấu qua trồng chất tại kết giới bên trên khối lỗi ở giữa khe hở nhìn về phía khôi chỉ gặp khôi yên lặng hai tay kết ấn mặt lộ vẻ làm cho người cực kỳ bất an mỉm cười không được tất cả mọi người tản ra thương trần phát giác không đúng lập tức hô lớn đám người một mặt mờ mịt chẳng biết tại sao thương trần hốt hoảng như vậy nhưng khối lỗi này lại không thể bắt bọn hắn thế nào vì sao muốn mạo hiểm tản ra đâu mọi người ở đây nghi hoặc do dự thời khắc trồng chất tại kết giới bên trên khối lỗi từng cái thể nội sáng lên quang mang chói mắt đây đây là muốn dẫn đạo thân thể nhanh mau rời đi nơi này có người lập tức ý thức được nguy cơ vội vàng hô lớn những này đông đảo khôi lỗi bên trong không thiếu rất nhiều tiên hoàng tiên tôn ở trong đó một vị tiên hoàng tiên tôn thể nội ẩn chứa linh lực không thể coi thường bình thường tu sĩ không đến hẳn phải chết trước mắt là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dẫn đạo tiên khu bởi vì như vậy mang ý nghĩa tự chịu diệt vong thân hồn cùng tiên khu cùng nhau hủy diệt nhưng bọn hắn quên những này là khổ lỗi a à. bọn hắn mới sẽ không quan tâm sinh tử tất cả mọi người đã nhận ra nguy cơ vội vàng một từ tán thoát đi nhưng mà lúc này đã muộn ơm um, tất cả đạt ở kết giới phía trên khổ lỗi toàn bộ dẫn bạo kịch liệt bạo tạc thổi tan bồn phía xương trắng đem xương trắng bí cảnh bên trong phương viên chăm dặm hết thải san thành bình địa nếu không phải có kết giới thủ hộ ác hào đều suýt chút nữa thì bị dư âm nổ mạnh tác động đến cũng may kết giới đủ mạnh cách âm hiệu quả đủ tốt là không dạ vẫn như cũ như thuận ghé và ác hào trên lưng che mắt cảm giác gì cũng không có cảm giác được đương cho bụi tiêu tán chỉ còn lại một cái hố to lưu tại nguyên địa một thân ảnh chậm rãi từ trong bụi mù hiển hiện thương trần trên thân tiên bào rách mướp đầy bụi đất nhìn tựa hồ cực kỳ chật vật tại vì ở trận pháp kết giới trung tâm bên ngoài có những người khác che chở tại thời khắc cuối cùng lại mình triển khai đơn độc bình chướng cho nên cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng thương trần ánh mắt âm tàn nhìn chăm chú khôi mở miệng nói ra thật sự là không nghĩ tới người vậy mà bỏ được đem nhiều như vậy khôi lỗi toàn bộ hy sinh ta bội phục người rất có đảm lượng nhưng tựa hồ cũng dừng ở đây rồi không có khôi lỗi ta nhìn ngươi còn như thế nào đối phó ta chịu chết đi ma tộc ông nghiệt rất lời thương trần trên thân linh lực bộc phát một cái dậm chân bay vọt lăng không ngưng tụ một trưởng tử giữa không trung trục về phía khôi đại nhật diệt thiên trưởng xích hồng to lớn tiên trưởng ầm vang vỗ xuống trên mặt đất lập tức lưu lại một kẻ nóng mọng bốc hơi trưởng ấn bàn tay khổng lồ khoảng chừng một tòa núi cao lớn nhỏ thương trần tự tin thu về bàn tay phiêu nhiên rơi xuống đất hắn tiên đế một trường đủ để đem hết thảy hóa thành cho bụi thao túng khôi lỗi khôi lỗi tu sĩ chỉ cần không có khôi lỗi hộ thân chẳng qua là dây đợi làm thì thôi đang lúc thương trần coi là đã một trường đem khôi diệt sát chuẩn bị cất bước đi hướng ác hào lúc sau lưng lại vang lên kia non nớt nhẹ nhàng thanh âm người muốn đi đâu thương trần bước chân chỉ trệ một mặt không thể tưởng tượng nổi sai người nhìn về phía sau lưng trong bụi mù chỉ gặp to lớn trường ẩn dưới khôi kia nhỏ nhắn sinh sản nhu nhược dáng người chậm rãi hiện hiện mặt nhỏ tràn đầy khinh thường nhìn chăm chú lên hắn cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn vừa mới hạ thủ lúc cũng không thấy được nữ nhân này ném ra cái gì hộ thân tiên khí pháp bảo à. Coi như không chết, cũng không có khả năng một chút sự tình không có chứ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thương Trần khiết sợ mở miệng hỏi. Làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Chẳng qua là người quá rắc rưởi mà thôi. Khôi nhìn chăm chú Thương Trần thản nhiên nói. Nhỏ nhắn sinh sắn thanh tù dáng người, lại đối một vị tiên để nói ra vô cùng cuồng vọng. Cuồng vọng đến cực điểm. Linh diệu bảo kiếm, tật. Mặc dù không biết khôi vì sao có thể bình yên vô sự, nhưng nàng lời đã hoàn toàn chọc giận hắn chỉ là ma tộc ông nghiệt thương trần tế ra tiên kiếm về phần trước người tiên kiếm phi tóc xoắn ốc lấy một đạo kiếm cổ vòng vạch phá bầu trời cho đến khôi mi tâm khôi đôi mi thanh tú ngưng tụ trong tay nắm quyền vung vẩy nó nớt nắm đâm đánh tới hướng đối diện chạy nhanh đến tiên kiếm không tiên kiếm cùng khôi tú quyền va nhau phát ra một tiếng thanh thủy kiếm minh tiên linh cùng ma linh đụng vào nhau nhắc lên cùng phong cùng kiếm uy đem bốn phía xẻ rách chia năm xẻ bảy thương trần tay độ tiên linh ngoan cổ chống đỡ lấy tiên kiếm đâm về khôi nhưng mà làm sao hắn thi triển toàn lực cũng vô pháp lại hướng trước tiến lên tức hào cho tới giờ khắc này thương trần mới cảm nhận được một tia hoảng sợ một cái khôi lỗi tu sĩ làm sao có thể có như thế cường hoành thế phách cùng linh lực đó căn bản không hợp với lẽ thường tiên tộc côn trùng ngươi phạm vào hai cái sai lầm thứ nhất ngươi tại sao lại cảm thấy không có khôi lỗi ta liền không có lực phản kháng chút nào nữa nha khôi một bên một tay ngăn cản tiên kiếm một bên thành thơi nhìn chăm chủ thương trần trên thân ma linh lại lần nữa hiện lên trong tay tú quyền đột nhiên phát lực đem tiên kiếm trực tiếp đánh nát tiên kiếm vỡ vụn một khắc này thương trần trợn mắt hốc mồm dạng này một cái nhìn như dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ yếu thân thể không chỉ có là một vị khôi lỗi tu sĩ còn có thể tại lực lượng thể phách men trên khủng bố như thế cái này không hợp với lẽ thường chẳng lẽ nói nàng cũng thế thương trần phảng phất đã nhận ra cái gì một mặt khiếp sợ nhìn qua khôi khôi một bước đạp đất dưới chân trong nẻ mắt lòm nước lưu lại hồ sâu hóa thành thân hồng đi tới trước người hắn non Nó nót tú quyền trùng điệp nện ở bộ mực của hắn một ngày mắt lồng ngực lóm, xương ngực đất gãy, thương trần tựa như diều bị đất dây bay ra. Phốc, thương trần ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, che ngực dựa vào tại vách đá. Một mặt hoảng sợ nhìn qua khôi chậm rãi hướng hắn đi tới. Khôi đứng tại trước người hắn, dựng lên hai ngón tay, thản nhiên nói: Thứ hai, ngươi vì sao lại cảm thấy mấy những khô lỗi kia chính là ta toàn bộ khô lỗi đâu? Yêu ma quỷ quái, động thủ. Nghe được câu này, thương trần thần sắc sững sờ, lập tức dự cảm không ổn. Một giây sau, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một đạo thân hồng hai bàn tay từ trên trời giáng sùng rơi xuống thương trần ngầm đầu chịu đựng kịch liệt đau đớn hai tay nhanh trưởng đối đầu xuất thủ người đánh lén người này mặt mang ác quỷ liêu răng mặt nạ thấy không rõ dung mạo nhưng này linh hoạt kỳ ảo đờ đẫn hai con ngươi có thể nhìn ra được đối phương cũng là một vị khôi lỗi khác biệt chính là có này khôi lỗi tán phát ma linh tu vi mảy may không kém hắn là vị tiên để tu vi thân thể khôi lỗi nữ nhân này thậm chí ngay cả tiên để tu vi khôi lỗi đều có thương trần quá sợ hãi ngay tại lúc hoàn trấn kinh thời khóc lại có ba đạo thân ảnh như quỷ mị cấp tốc từ khác nhau phương hướng đi tới bên cạnh hắn hắn phát giác lúc đã là rút không ra tay đến chỉ có thể chờ mắt nhìn ba thanh lưỡi dao thẳng tắp quán xuyên hắn tiên khu ba người này đồng dạng mặt mang ác quỷ liêu răng mặt nạ tu vi cũng đều là tiên đế bốn vị tiên đế khôi lỗi nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền từng bước một tại để hắn sinh ra chủ quan cùng phán đoán sai lầm chỉ là ma tộc ông nghiệt ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không để các người ma tộc tốt hơn thương trần tự biết vô vọng đào thoát thể nội tiên linh phun trào tiên khu sáng lên lóa mắt ánh quang tại sao cùng một khắc hắn muốn lấy suốt đời tu vi cùng thần hồn làm đại giá tên nữ nhân này cùng nàng bốn cỗ tiên đế khôi lỗi cùng nhau chôn cùng khôi hơi chuyển động ý nghĩ một chút yêu ma quỷ quái bốn cỗ khôi lỗi hé miệng trong miệng bắn ra trong miệng kiếm trực tiếp phong bế trên người hắn các nơ linh mạch huyệt vị muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy vừa vạn, tiên đế thân thể ta tương đối khan hiếm nguyên yên tâm tiên đế thân thể rất chân quý thân người thân thể mỗi một cái khí quan bổ vị ta đều sẽ hào hảo lợi dụng người sẽ trở thành ta mới khôi lỗi thân phận mới khôi từng bước một chậm rãi đi tới thương trần trước người mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn chăm chú hắn nói thoại âm rơi xuống khôi bên cạnh lại lục tục ngo ngoe đi ra từng cỗ hình thái thân phận không giống nhau khôi lỗi trong đó thậm chí còn có một ít ma thú khôi lỗi mỗi một bộ khôi lỗi đều là tiên đế tu vi thương trần bỗng cảm giác toàn thân sợ hãi lạnh buốt hắn đột nhiên minh bạch mới cùng bên người những khôi lỗi này đều là như thế nào mà đến đúng rồi ta khôi lỗi không còn dư thừa thần hồn cho nên ngươi có thể biến mất tại thương trần sợ hãi nhìn chăm chú khôi bàn tay đặt tại hắn thiên linh phía trên lấy bí pháp nào đó ngạnh sinh sinh túng ra hắn thần hồn một tay bóp nát anh anh à thần hồn vỡ vụn lúc thương trần phát ra một tiếng thê lương kêu rên từ đây biến mất thế gian thương trần sau khi chết bốn phía xương trắng dần dần tán đi bí cảnh biến mất trang cảnh lần nữa về tới vĩnh dạ quân trong thành lạc như ánh lúc này đã tại hồn mị cùng đi nhanh chóng chạy đến khô cánh tay vung lên đem thương trần thi thể thu nhập tiên trong nhẫn để bên cạnh tất cả khối lỗi toàn bộ giải tán dạ dạ đã có thể mở mắt úp khôi trở lại lạc hồng dạ bên người triệt hồi bày ra kết giới rồi nói ra lạc hồng dạ chậm rãi mở ra mắt to ngồng đầu một cái liền thấy bay vọt mà đến một mặt lo lắng hốt hoảng lạc như anh khuôn mặt nhỏ lập tức mừng rỡ không thôi mẫu thân dạ dạ lạc như anh vội vàng đuổi tới lạc hồng dạ bên cạnh một tay lấy nàng từ ác hào trên lưng thật chặt ôm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy lo lắng bên trên súng tới về giò xét xác nhận hài tử trên thân không có bất kỳ cái gì sau đó lạc như anh mới khó khăn lắm nhẹ nhàng thở ra lạc lá đỏ không ở bên người năng thật nhanh lo lắng gần chết sợ hài tử có cái vạn nhất mẫu thân dạ dạ rất sợ hãi lạc hồng dạ khuôn mặt nhỏ kề sát tại lạc như anh ấm áp trong lồng ngực hai tay nắm thật chặt y phục của nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói ngập nước mắt to phối hợp điềm đạn đáng yêu khuôn mặt nhỏ càng làm người thương yêu yêu lạc như anh chiều mến đem lạc hồng dạ nắm chặt trong ngực một bên nhẹ nhàng vuốt nàng nhỏ nhắn xinh xắn phía sau lưng một bên ôn nhu an à ủi dạ dạ đừng sợ không sao mua ân lạc hồng dạ ghé vào trong ngực nhẹ giọng lên tiếng không xong là không dạ về sau lạc như anh đôi mắt đẹp chuyển hướng đứng tại ác hào bên cạnh khôi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc tiểu nữ hài này nàng nhận biết hôm qua còn tại quân vương trên quảng trường cùng lạc hồng dạ chơi đùa tiểu nữ hài nàng làm sao ở đây trực giác nói cho lạc như anh tiểu nữ hài này tuyệt đối không tầm thường ra tay với nàng những người kia khẳng định cũng đối hài tử xuất thủ nhưng hai tử lại bình yên vô sự không cần phải nói khẳng định là tiểu nữ hài này xuất thủ chuyện cho tới bây giờ khôi cũng không tiếp tục giấu giếm chủ động cười hướng lạc như anh chào hỏi phu nhân này tốt ta gọi khôi là dạ dạ bằng hữu tuy nói lại đối lạc như anh là một lần tự giới thiệu nhưng cùng lần trước tại ma thần điện bên trên khác biệt lần này nàng là lấy lạc hồng dạ thân phận bằng hữu giới thiệu chính mình nghe được khôi chữ phát âm lạc như anh lập tức liền hiểu Trước mắt cái này nhìn như không có so lạc hồng dạ lớn hơn bao nhiêu tiểu nữ hài. Là ma giới thứ tám ghế ma thần khôi, năng lại còn làm ra một bộ tiểu nữ hài khôi lỗi. Không đúng, cái này chẳng lẽ mới là khôi bản thể, thân phận thật hình dạng. Lạc như anh trong lúc nhất thời có chút khó mà xác định. Khôi khôi lỗi hoàn toàn là từng cỗ hoàn toàn mới nhục thân căn bản nhìn không ra thỉnh thoảng năng bản thể lạc hồng dạ quay người lại chỉ vào ác hao cùng khôi nhu nhu cười nói màu thân là mèo to mèo cùng khôi tỉ, tỉ một mực bùi tiết xạ dạ Khôi tỉ tỉ nói chỉ cần dạ dạ nhắm mắt lại, lập tức liền có thể nhìn thấy mẫu thân. Quả nhiên là thật à, lạc như cặp anh nghe xong liền biết đây là khôi tại hống lạc hồng dạ lý do thoái thác mà thôi. Cảm kích hướng khôi lộ ra mỉm cười, hồn mị cuối người xích lại gần khôi trước người, hai con người có chút chừng lớn, một mặt mới lạ hỏi, ngươi là khôi sao? Khôi liếc một cái hồn mị, thản nhiên nói, là ta, đã được khôi khẳng định trả lời, hồn mị mắt bóc tinh tinh, một tay lấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn khôi ôm vào trong ngực, coi anh anh, thật là khôi á. À ta cũng không biết ngươi còn có như thế nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu khô lỗi thân phận rất thích nhanh mau dừng tay ngươi cái này ngực to mà không có não nữ nhân khôi bị hồn mị vui vào ngạo nhân to lớn giữa hai vú gần như sắp không thở được không ngừng dãy rủa giọng dịu dàng nổi giận mắng khôi thân phận của ngươi nhiều như vậy làm gì dùng một cái tiểu nữ hay thân phận hồn mị thoáng buông ra trong ngực khôi cúi đầu nhìn về phía nàng hỏi nàng là biết kho ngày bình thường một bộ phận ngụy trang thân phận nhưng chưa từng thấy qua nàng cổ này tiểu nữ hài thân phận qua Cổ này tiểu nữ hài thân thể người sở hữu tiên để tu vi nói rõ tuyệt đối không phải khô phổ thông khôi lỗi nhưng nếu là muốn ngụy trang một cái tiểu nữ hài thân phận hoàn toàn không cần thiết chế tác thành có được tiên để tu vi thân thể bởi vì tiểu nữ hài thân cao cũng tốt hoặc là các phương diện khác vừa không có chuẩn bị chấn nhất địch nhân cũng không tiện chiến đấu trừ phi hồn mị phảng phất nghĩ tới điều gì không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trong mực khôi vừa vui mừng hỏi khôi chẳng lẽ nói đây là ngươi chân thân ngươi là đáng yêu nữ hài tử khôi trùm mắt liếc hồn mị không có trả lời vấn đề này, trực tiếp dùng sức tránh thoát ngực của nàng. Ánh mắt nhìn phía Lạc như Anh trong ngực là khổng dạ, hồn mị thuận khôi ánh mắt xem xét, lập tức liền hiểu, cười khanh khách nói ra, "Úc Anh, ta hiểu được, nguyên lai người thích tiểu công chúa, mời cổ y lấy thân thể này tiếp cận tiểu công chúa, sau đó liền có thể đương tiểu công chúa bằng hữu, không chút kiêng kỵ ôm tiểu công chúa." Cung tiểu công chúa dính sát thiếp, "Ê anh, ngắm lại hai cái đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương ôm nhau, ta đều có chút hưng phấn, có thể thêm ta một cái sao?" Khôi, Lạc Như Anh, khôi cùng lạp như anh đều không còn gì để nói có đôi khi thật rất bội phục hồn mỹ sức tưởng tượng trong đầu của nàng ngoại trừ những vật này liền hoàn toàn không có những vật khác sao đúng lúc này một con tiên tú ngọc thủ trực tiếp từ hồn mị sau lưng nắm nàng thiên linh một đạo thanh u lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên hồn mị người nghi đối tiểu công chúa làm cái gì hắc hắc tả hộ pháp đại nhân mà tôn đại nhân người ta chỉ là muốn cùng tiểu công chúa đến một điểm tiếp xúc thân mật mà thôi không có ý tứ gì khác hồn mị sai người nhìn qua cùng nhau đến nguyệt thanh u cùng ninh dạ thần ngượng ngùng cười nói nguyệt thanh u cái nào không biết hồn mị đang suy nghĩ gì cũng lời cùng với nàng nói nhảm một tay trực tiếp bóp nát nàng đỉnh đầu tiện tay vứt xuống ven đường đã từng gặp qua hồn mị kinh khủng năng lực khô phục lạc như anh cũng hoàn toàn không lo lắng hồn mị cũng có thể là là gặp nhiều nàng đã thành thói quen ninh dạ thần đi đến lạc như anh trước người mặt lộ vẻ ôn nhu cười một tiếng ôn nhu hỏi Nông tử, dạ dạ, các người không có sao chứ. Mặc dù hắn biết tài vĩnh dạ quân trong thành, vợ con không khả năng sẽ có sự tình. Nhưng hắn vẫn là trước tiến chạy về. Mê mơ, ta cùng hai tử không có việc gì. Lạc như anh mặt lộ vẻ cười khẽ đáp. Cha, lạc hồng dạ mắt đỏ vành mắt, nhu nhu kêu gọi nói. Ninh dạ thần chiều mến đem hai tử từ lạc như anh trong ngực ôm vào trong tay. Đôi mắt bất động thành sắc hiện lên một tia băng hàn. Nếu như chỉ là ra tay với hắn không quan trọng, hắn tùy thời hoan nghênh. Nhưng nếu là đối với hắn vợ con xuất thủ, vậy liền không đồng dạng nhìn thấy ninh dạ thần cùng nguyệt thanh nhu đều trở về về sau khôi nhìn qua ninh dạ thần trong ngực là không dạ mỉm cười nói ra dạ dạ tỷ tỷ có việc muốn đi trước rồi khôi tỷ tỷ muốn đi sao Lạc không dạ quay đầu nhìn về phía khôi nhu nhu hỏi thần sắc có chút không bỏ dạ dạ khôi tỷ tỷ một bên khác còn có chút sự tình phải xử lý cho tỷ tỷ xử lý xong lên đến tin dạ dạ cùng nhau chơi đùa có được hay không khôi mặt lộ vẻ thân thiết mỉm cười dụ dỗ nói kia khôi tỉ tỉ nói xong lần sau muốn tìm dạ dạ chơi là không dạ cua cua nó nớt tay nhỏ nói tốt khôi cười đáp lập tức hướng về phía ninh dạ thần khẽ vuốt cầm ra hiệu cáo lui khôi vừa mới đi đường đi bốn phía liền vang lên trận trận đinh tài như góc gù giáp trụ âm thanh từng bầy người khoác đen nhánh giáp trụ thị vệ từ từng cái đường đi vọt tới sắp xếp chỉnh tế túc sát thị vệ toàn bộ tụ tập tại ninh dạ thần bốn phía cùng nhau một gối quy xuống tiếng nổ cao giọng nói gặp qua ma tôn đại nhân phu nhân tiểu công chúa trên đường chân trời cưới u chin số lớn thị vệ cũng toàn bộ đuổi tới u chin đôi lửa tại trong màn đêm lưu lại đạo đạo hoa mỹ hồng quang mái hiên cùng giữa không trung từng vị tiềm phục tại chỗ tối ám vệ người hầu cũng toàn bộ hiển lộ thân hình dạ thiên thần người khoác đen nhánh hoa lệ mà giáp từ một đám thị vệ bên trong đi đến lạc như anh trước người quỳ một chân trên đất tay vỗ ngực tự trách nói dạ thiên thần không thể tới lúc bảo hộ phu nhân cùng tiểu công chúa mời ma tồn đại nhân trách phạt không sao ta cùng dạ dạ đều vô sự lạc như anh khoát khoát tay ra hiệu không sao nhưng mà đây cũng là để dạ thiên thần càng thêm tự trách không thôi tay hắn bảo vệ vĩnh dạ quân dưới thành vậy mà phát sinh dám can đảm ám sát phu nhân cùng tiểu công chúa sự tình hắn cô phụ ma tôn đại nhân cùng tá hộ phát đại nhân tín nhiệm với hắn đơn giản chính là không làm tròn trách nhiệm không thể tha thứ ninh dạ thần không trách tội dạ thiên thần chỉ là lạnh lùng nhìn quanh một chút bốn phía thản nhiên nói trong thành côn trùng còn có rất nhiều đem bọn hắn toàn bộ dọn dẹp một con đều không cho cho bản tôn buông tha ninh dạ thần thanh âm không lớn nhưng lại để trong thành cơ hồ tất cả mọi người nghe được hắn tức là nói cho dạ thiên thần nghe cũng là đang thông chi thành nội tất cả mọi người thị vệ ám vệ cùng xích hoán mọi người đương nhiên cũng bà quát núp trong bóng tối đám trùng gió dạ thiên thần trịnh trọng gật đầu lĩnh mệnh ninh dạ thần không muốn để cho lão bà cùng hài tử nhìn thấy trong thành đại thanh lý tràng diện nắm lạc như anh tay mang theo hài tử chậm rãi đi trở về ma thần cung điện nguyệt thanh u theo ninh dạ thần trước khi đi đối dạ thiên thần truyền âm lạnh lùng dặn dò nói cho tất cả mọi người lần này cho phép các người tùy tiện áo xử lý như thế nào tùy các người thích nhưng tuyệt không cho phép bất luận cái gì một con côn trùng còn sống rời đi rất lời nguyệt thanh nhu chậm rãi đuổi theo ninh dạ thần rời đi một con phi trùng ghé vào trên vách tường hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên ninh dạ thần bọn người rời đi nhìn thấy lạc như anh cùng là hồng dạ hai người đều bình yên vô sự đợi tại ninh dạ thần cùng nguyệt thanh nhu bên người trốn ở trong mọi tối cái nào đó năn từ hai tay ché mắt trong lòng cảm thấy không ổn trong miệng tự lẩm bẩm song song phu nhân cùng tiểu công chúa một cái đều không có bắt được ma tôn đại nhân cùng tả hộ phát đại nhân cũng đã trở về kế hoạch đã thất bại nhất định phải đem tin tức này tranh thủ thời gian cáo chi tà sùng đại nhân mới được nam tử điều khiển phi trùng từ trên vách tường bay lên đang chuẩn bị lúc rời đi bỗng nhiên bị hai ngón tay nắm vào trong tay dạ thiên thần băng hàn sát ý lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện ở phi trùng tầm mắt bên trong lãnh mâu gắt gao nhìn chăm chú hắn tin tới ngươi cái thứ nhất tiểu côn trùng thoại âm rơi xuống dạ thiên thần trực tiếp bóp chết ở trong tay phi trùng Chốn ở trong tối quan sát nam tử lập tức nhận lấy phản phệ hai mắt kịch liệt đau đớn trong mắt chảy ra máu tươi mà giờ khắc này hắn căn bản không kịp tiếc hận cắm mắt của hắn chỉ muốn mau trốn đi hắn đã bị phát hiện phát hiện hắn người vẫn là ma giới thứ nhất ghế ma thần dạ thiên thần nam tử vội vàng bò dậy chuẩn bị đào tẩu Mầng đầu một cái mơ hồ trong tầm mắt liền xuất hiện dạ thiên thần tràn ngập sát y thân ảnh đêm dạ thiên thần đại nhân nam tử run run rẩy rẩy mở miệng nói dạ thiên thần bàn tay trực tiếp nắm hắn cả khuôn mặt lời nói băng hàn như là từng chuôi lưỡi dao đâm vào hắn cốt tủy Giám đối phu nhân cùng tiểu công chúa xuất thủ các người, tất cả mọi người đều phải chết anh anh à đêm dạ thiên thần lớn phốc thử nam tử còn chưa có nói xong dạ thiên thần liền một chút xíu dùng sức bóp nát hắn toàn bộ đầu lâu lòng bàn tay sáng lên mai yên trùng sáng trong né mắt đem nam tử thần hồn thôn phệ tại ninh dạ thần ra lệnh về sau toàn bộ vĩnh dạ quân thành khắp nơi đều là thị vệ cùng ám vệ người hầu xuyên tới xuyên lui thân ảnh trên đường chân trời hiện đầy cười u chim thị vệ đại quân từng đạo đuôi lửa xẹt qua bầu trời đêm lưu lại như là vẽ bút lưu lại hòa mỹ một bút phàm là ý đồ trốn lên thiên không tây vực ngàn mà bách tộc đám người đều không ngoại lệ trong nháy mắt bị tại chỗ diệt xác trong lúc nhất thời vĩnh dạ quân thành nội tiềm phục tại các nơi tây vực ngàn mà bách tộc cùng tiên tộc đám người thất thỏm lo âu muốn phía du tẩu ở trong thành các nơi tìm cơ hội đào tàu có người ý đồ liên hệ ngàn ma lĩnh bên kia muốn cáo chi thiên ma tạt sùng cơ hội thất bại sự tình lại không biết vì sao ngàn ma lĩnh bên kia hoàn toàn liên lạc không được bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là nghĩ hết biện pháp thoát đi vĩnh dạ quân thành vĩnh dạ quân thành nơi nào đó trong đường tắt tây vực ngàn mà bách tộc cả đám phi tốc từ trong đường tắt lao vùn vụt mà qua từng cái thần sắc thấp thỏm lo âu mà tôn đại nhân đã hạ lệnh thanh trừ hết trong thành tất cả tây vực ngàn mà bách tộc người trong thành khắp nơi đều là thị vệ cùng bóng đen người hầu vò toa truy sát thân ảnh không chỗ nữa liền không có cơ hội đúng lúc này lao vun vụt tại phía trước nhất đám người đột nhiên bị từng đạo luận vòng vòng vàng từ cái cổ một trà mà qua đám người còn chưa kịp phản ứng một mặt đờ đẫn đầu liền từ trên thân lăn xuống xích hoàn trên ngón tay chuyển vòng vàng đứng tại đường đi phía trước trên mặt nghiền ngẫm mỉm cười nhìn chăm chú lên còn lại đám người các người muốn đi đâu nha đa giảm đối phu nhân cùng tiểu công chúa động thủ mà tôn đại nhân cùng tá hộ phát đại nhân thế nhưng là sinh khí vô cùng các người sẽ không phải cảm thấy mình có thể còn sống đi ra trong thành nhà là là xích hoán mau trốn mọi người khác trong lòng giật mình phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng lập tức thay đổi phương hướng thoát đi vừa nghiêng đầu đối diện liền va vào một bộ cực đại cừng rắn thân thể bên trong hắc 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 tả hộ phát đại nhân cho phép có thể trong thành động thủ giết người lão tử nhưng quá hưng phấn hình thể to con cuồng tù một tay nằm năm người đầu cuối người tiền đến trước mặt mọi người lộ ra một mặt dữ tợn khát máu cùng tiếu cuồng cuồng tù phốc thử một người hoảng sợ hô to hướng phía cùng tù hô lớn vừa dứt lời cùng tù một tay nhẹ nhàng bóp Liên trực tiếp đem năm cái đầu giống bóp dưa hấu đồng dạng toàn bộ bóp nát nước vắng khắp nơi ôi không cẩn thận dùng sức lớn một điểm cùng tù tiện tay đen trên tay máu tươi cùng bọt thịt vung ra trên mặt đất phủ tay tiếc nuối nói hắn còn muốn chậm rãi chơi lực đạo không có khống chế quá tốt nhìn thấy con mồi của mình lại bị cung tù đoạt xích hoàn bất mãn nhíu may tức giận chất vấn cung tù người tiên mẹ dám đặt lão nương con mồi mấy cái này là lão nương phát hiện trước ha ha ai súng tay trước chính là của người đó bọn hắn phía trên biết tên của ngươi sao Cung tu một chút cũng không sợ xích hoán, cái mũi nhếch lên. To vang vọng giọng trực tiếp về đỡ xích hoán. Mẹ nó, lão nương nhị người rất lâu. Xích hoán hai tay sáng lên vòng vàng, nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú cung tu. Tù. Cung tu song quyền nắm chặt, cánh tay sau hiển hiện lợi chảo hư ảnh. Đang lúc hai người lại dương cung bạt kiếm, tuy thời chuẩn bị chém giết một phen lúc. Là sát khiêng thương, trong tay kèo lấy mấy cỗ thi thể. Sau lưng nương theo lấy một đại đoàn u hồn lệ quỷ đi ngang qua, hảo tâm nhắc nhở. Xích hoán, cung tu hai người các ngươi không sai biệt lắm cũng khiêm tốn một chút đừng bảo là ta không có nhắc nhở các ngươi hiện tại tả hộ pháp đại nhân thế nhưng là rất tức giận nha các ngươi nếu là còn dám trong thành đánh nhau mà để tiểu côn trùng chạy trốn chật chật khẩu của ta cũng không dám muốn đi ta đi địa phương khác tìm xem còn có hay không trốn đi côn trùng uy uy ta đáng yêu bọn nhỏ bái nói xong la sát cũng không quay đầu lại kéo lấy thi thể trực tiếp rời đi la sát những lời này tựa như là một chậu nước lạnh tưới đến cùng tù cùng xích hoán hai người trên đầu trong nhảy mắt liền đem hai người bọn họ lửa giận trong lòng tưới tắc tưởng tượng nguyệt thanh u nổi giận lập tức liền lại thanh tỉnh bình tĩnh lại được rồi được rồi không cần thiết vì gia hỏa này đem mạng của mình dựng vào Cùng tu cùng xích hoán hai người lẫn nhau không có nói nhiều một câu đồng thời yên lặng thu hồi trên thân khí tức ăn ý riêng phần mình hướng phía phương hướng ngược nhau rời đi một bên khác trên đường phố nghe trong thành bốn phía liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên một bộ phận khác ngay tại trên đường phố phi tốc chạy trốn trong mọi người tâm cực độ thất thỏm lo âu không ngừng toàn lực chạy trốn tại phía trước mấy người phi tốc xuyên qua một chỗ đường tắt lúc thần sắc bóng nhiên ngưng tụ lập tức ở hậu phương theo sát đám người nhìn chăm chú tại cho hóa thành một đống khối sắc nát từ giữa không trung tàn mát mỗi một khối trên thi thể vết cắt đều vô cùng bóng loáng vuông vức đi theo hậu phương đám người bị hù sắc mặt trắng bệch vội vàng đình trệ giữa không trung ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía bọn hắn hoàn toàn không biết vừa mới đến cung xảy ra chuyện gì vì cái gì phía trước những người kia trong chớp mắt liền toàn bộ bị cắt chém thành vô số khối vụn vừa rồi cũng không có phát giác được có bất kỳ người xuất thủ vết tích không ai còn dám tùy tiện tiến lên nửa bước trong đó có một người hai mắt nhắm lại còn mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước tựa hồ là phát giác cái gì nam tử chậm rãi hướng về phía trước tới gần tập trung nhìn vào mới phát hiện trước người giữa không trung dày đặc tơ mỏng nam tử thận trọng đưa bàn tay ra sờ về phía phía trước tơ mỏng một giây sau bàn tay không biết bị cái gì xẹt qua trong lòng bàn tay phát hiện một đạo đẫm máu nhỏ bé vết cắt nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lòng bàn tay hắn cẩn thận như vậy cẩn thận sờ về phía trước hơi đụng vào liền bị cắt mở vết thương nếu là hơi dùng sức hướng về phía trước hắn toàn bộ bàn tay chỉ sợ đều muốn bị cắt đứt những này tơ mỏng nhỏ bé đến mắt thường khó mà phát giác sắc bé như dao tơ mỏng từ hai bên đường mái yên xuyên thẳng qua mà ra xen lẫn như là một chừng lưới đánh cá treo đưa giữa không trung Mới những người kia chính là thân thể hoàn toàn xuyên qua những này tơ mỏng tại không có chút nào phát giác tình huống dưới trực tiếp bị tại chỗ phân thây ma giới bên trong am hiểu nhất loại này thủ pháp giết người chỉ có một người ma giới thứ năm ghế ma thần lạc tì, điều khiển tử vong sợi tóc phát cơ nguy rồi là phát cơ mau trốn nam tử kịp phản ứng vội vàng hướng phía sau lưng đám người hô lớn lạc ti kéo lấy một đầu thật dài ra địa mái tóc chậm rãi từ chỗ tối đi ra tóc dài lan tràn đến từng cái đường đi chui vào mặt đất cùng trong phòng tái nhặt ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng dẫn ra dấu ở bốn phía trong phòng sợi tóc đều như lười đánh cá thu hồi đám người lại nghĩ đào tẩu lúc thì đã trễ bốn phương tám hướng sợi tóc đem bọn hắn tất cả mọi người vây ở trong đó theo lạc ti ngón tay chậm rãi nắm chặt quần lấy đám người sợi tóc cũng đang không ngừng co vào đám người lưng tựa lưng nhét chung một chỗ liều mạng xuất ra pháp bảo hộ thuận ngăn tại trước người có người ý đồ cầm binh khí mở ra sợi tóc đào tẩu lưỡi đao chém qua thời điểm sợi tóc bình yên vô sự ngược lại lại là trường đao bị sợi tóc chặt đứt kiến thức đến phía trước những người kia bị sợi tóc cắt thành khối vụn một màn có người kinh hoàng sợ hãi hướng lạc ti khẩn cầu lạc ti đại nhân xin ngài buông tha chúng ta đi ta chúng ta tuy là tây vực thiên mái nhất tộc người nhưng tuyệt không có đối phu nhân cùng tiểu công chúa các năng động thủ đúng 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 chúng ta chỉ là ở chỗ này mưu sinh mà thôi bắt phu nhân cùng tiểu công chúa kế hoạch cái gì chúng ta căn bản cũng không biết đối mặt đám người khổ sở cầu xin tha thứ trước người hoàn toàn bị mái tóc che giấu lạc ty nhìn không ra bất kỳ thần sắc màu xanh sẫm đen nhánh trong mái tóc chỉ truyền ra một tiếng âm trầm thanh âm rất nhỏ mà tôn đại nhân có lệnh chết đám người nghe được câu này mọi người nhất thời như đọa hầm băng lạnh cả người còn chưa chờ đám người mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ lạc ti không chút do dự nắm chặt thắt ở trên ngón tay mái tóc như là lưới đánh cá dây đặng mái tóc 10 phần tơ lụa xuyên qua đám người trong tay pháp bảo hộ thuẫn trực tiếp không có qua thân thể của bọn hắn trong chốc lát giữa không chung một đống khối sắc nát nương theo lấy máu tươi rơi là tả trên đất lạc ti không có nhìn nhiều trên mặt đất những này thi khối một chút yên lặng đem đường đi bồn phía tất cả sợi tóc thu sạch về kéo lấy dài dòng mái tóc chậm rãi quay người rời đi xong xong kế hoạch thất bại cái này muốn từ vĩnh dạ quân thành đào tẩu đều là hy vọng xa vời tại vĩnh dạ quân trong thành kế nào đó âm u xó xỉnh bên trong hai người dựa vào quận mình thân xương trốn ở một chỗ chặt hẹp âm u trong huyệt động hiện tại toàn bộ vĩnh dạ quân thành khắp nơi đều là tại thanh lý bọn hắn tây vực ngàn mà bách tộc tất cả mọi người cho dù là một chút tiềm phục tại trong thành thật lâu chạm gác ngầm cũng toàn bộ từng cái đã mất đi tin tức so sánh với việc này khắc mạo hiểm nghĩ biện pháp chạy ra thành đi không bằng thừa cơ trốn trước khiến người khác hấp dẫn lực chú ý đợi đến qua mấy tháng sự tình dần dần lắng lại sau lại nghĩ biện pháp chạy đi mới là thượng sách trốn ở này trong huyệt động hai người là tính toán như vậy giờ phút này vĩnh dạ quân trong thành đã dâng lên bao phủ toàn bộ vĩnh dạ quân thành đại trận bất kỳ cái gì xuyên thẳng qua chuyển di pháp bảo đều không thể xuyên qua kết giới thoát đi trong thành lại có ma giới chư vị ma thần tướng cùng một đám ám vệ người hầu cùng trong thành thị vệ tại vừa đi vừa về điều tra muốn chạy đi có thể nói là thiên phương dạ đàm hai người lẳng lặng thu liễm khí tức nín hơi ngưng thần nghe chung quanh không ngừng xuyên tới xuyên lui mà qua tiếng vang không dám phát ra mảy may tiếng vang lúc này hang động phía trên hư không vặn vẹo một vị ám vệ người hầu từ trong hư không bước ra hai chân liền dừng ở hang động trước trong huyệt động hai người gắt gao che miệng khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài hang động một đôi chân trong lòng không ngừng cầu nguyện không muốn cúi đầu phát hiện bọn hắn cái huyệt động này cũng không biết phải chăng cầu nguyện có hiệu lực tên kia ám vệ người hầu nhìn quanh một chút bốn phía không có phát hiện bất luận kẻ nào về sau lại lần nữa chui về trong hư không biến mất xác nhận ám vệ người hầu rời đi về sau trong huyệt động hai người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra ma giấy ám vệ người hầu vô tung vô ảnh thực lực tu vi cũng đều không thấp không nói hai người bọn họ có thể hay không đánh thắng được tên này ám vệ người hầu coi như hợp lực đem nó chém giết phát ra động tĩnh tất nhiên cũng sẽ dẫn tới những người khác có thể không bị phát hiện chính là tốt nhất nay tại hai người xác nhận sau khi an toàn một người cổ bỗng nhiên cảm giác bị cái gì tiểu côn trùng ngủ đau một ngụ đau hắn vô ý thức đưa tay trục chết trên cổ tiểu côn trùng một người khác lập tức giật này mình một mặt người điên rồi biểu lộ nhìn xem hắn người kia lúc này mới phát giác không đúng vội vàng khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài hàng động một tiếng này động tĩnh mặc dù không lớn nhưng tích tích xác xác là phát ra thanh âm vạn nhất bị người nghe được vậy liền chết chắc cũng may qua một hồi lâu cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện tại bên ngoài hàng động hai người lại nhẹ nhàng thở ra nhưng mà còn chưa kịp may mắn một người khác lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua vừa mới bị tiểu côn trùng cắn được người kia dạ đến vội vàng bịt miệng lại ngươi ngươi mặt của ngươi sao thế nào à Nam tử không hiểu quay đầu, phát ra thanh âm lại trở nên cực kỳ kỳ quái. Nhìn kỹ, phát hiện tay của hắn cùng mặt, thậm chí toàn thân cao thấp đều tại một chút xíu hòa tan nhỏ xuống. Anh ngô ngô, cứu, cứu ngô ngô. Nam tử hoàng sợ hứa một người khác vươn tay, bàn tay giữa không trung hòa tan mất rơi. Cái này kinh khủng bộ dáng dọa đến một người khác căn bản không dám tới gần. Cũng hoàn toàn không biết hắn vì sao lại đột nhiên liền hỏa tan chết đi. Rất nhanh, tại một người khác nhìn chăm chú, tên nam tử kia hoàn toàn hòa tan thành một đám đục màu đậm đặc chất lỏng một đoàn côn trùng không biết từ nơi nào đến chiến trúc mà tới thức ăn bãi kia chất lỏng trùng côn trùng nam tử nhìn thấy đám côn trùng này tự hồ là nghĩ tới điều gì thần kinh trở nên càng thêm hoảng sợ lấy lại tinh thần mới phát hiện chẳng biết lúc nào phía sau hắn cùng trong quần áo từ lâu hiện đấy các loại bò sát phi trùng mà hắn vậy mà không có chút nào phát giác. hắn nhận ra đám côn trùng này đều là ma rơi chúng độc tính rất mạnh rất khủng bố độc trùng nam tử không còn dám có chút động đậy chỉ cần bị cắn một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi đồng bạn chết thảm kinh khủng bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, nhưng mà hắn không dám loạn động. Đám con trùng này liền càng thêm không chút kiêng kỵ bò tới toàn thân, chui vào trên người hắn tất cả trong động, chờ hắn muốn cưỡng ép đào thoát lúc, mới phát giác thân thể đã trong lúc bất tri bất giác không thể động đậy. Tại lượng con trùng từ miệng tràn vào hắn thể nội, anh anh ngô, nam tử trong mắt chảy nước mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bị trùng chiều bao phủ, trong chốc lát, hài cốt không còn, ăn lau sạch sẽ về sau, trùng chiều toàn bộ từ hang động leo ra thận vách tường cùng khe hở bò tới trên mái hiên cổ minh ngồi tại mái hiên bên cạnh tới lui trắng nón bắp chân tràn đầy bò sát trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng ngoan lệ trong vẻ áo liên tục không ngừng ra vào các loại độc trùng toàn bộ vĩnh dạ quân thành nội cho dù là nhỏ xíu khe đá bên trong đều khắp nơi chảy rộng nàng côn trùng gián đối ta thích nhất phu nhân ra tay cổ minh là sẽ không bỏ qua cho các ngươi nhà. vĩnh dạ quân thành cửa thành một bộ phận tu vi tương đối cao có được không tệ chạy trốn thủ đoạn người may mắn tránh thoát tầng tầng truy kích một đường chạy trốn tới cửa thành phụ cận mắt thấy cửa thành gần ngày trước mắt đám người mặt lộ vẻ mừng rỡ tăng tốc bay vào tốc độ bay thẳng cửa thành trải qua quan sát bọn hắn phát hiện chỉ có nơi này cửa thành không có bất kỳ cái gì thị vệ cùng ám vệ người hầu thân ảnh khả năng này là bọn hắn duy nhất cơ hội chạy thoát khi mọi người dần dần bay gần cửa thành lúc mới xa xa thấy được một bóng người xinh đẹp một mình sừng sững ở cửa thành đám người tập trung nhìn vào phát hiện nữ tử kia sau lưng cầm một thanh dài dòng trường đao thần sắc lạnh lùng đôi mắt băng hàn rõ ràng là ma giới thứ tứ tịch vị ma thần u liên U Liên lạnh lùng nhìn lao vùn vụt vù tới đám người, một tay nắm chặt chuôi đao, một tay cầm vỏ đao, trong tay nhẹ nhàng đẩy vỏ đao, một thanh dài dòng thanh tú, toàn thân sáng như bạc lấy văn trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn lấy mắt thường có thể thấy được kiếm uy từ trên lưỡi đao lan tràn ra, lưỡi đao chỉ là nhẹ nhàng huy động, hư không tựa như giấy mỏng bị xé mở một đường vết rách, chẳng tuyệt, U Liên nhẹ giọng kêu gọi đao tên, đem trường đao nằm ngang giờ lên trước người, Ma Linh cùng kiếm khí một thanh tràn vào trường đao bên trong vốn là trọn vẹn gần dài một trượng trường đao thân đao dần dần kéo dài không mất bao lâu một thanh dài hơn bốn trượng trường đao nằm ngang ở U liên trước người lao vồn vụt tới đám người thấy thế thần sắc kinh hãi vội vàng thay đổi phương hướng trốn về trong thành nhìn qua lại muốn chạy trốn đi đám người u liên tay cầm chuôi đao hai con ngươi ngưng tụ trong chớp mắt một đạo hoa lệ dài dòng nửa tháng hàn quang tứ hư không xẹt qua đao quang chiếu rọi bầu trời đêm màn đêm như tờ giấy bị cắt ngang chém ra một đạo thật dài hư không vết sách khe hở trọn vẹn lan tràn dài trăm dặm nhưng cái kia tất cả đào tẩu đám người toàn bộ bị hàn quang thôn phệ ai thật đáng tiếc còn không bằng để cho ta luyện làm xương đấu cất sư đâu viêm mỹ lị, lị trong tay vứt mấy cái mới tinh xương đầu đi đến u liên bên người một mặt tiếc hận nói u liên cái kia đao quang đem người chảm ngay cả sám đều không thừa hạ u liên lết qua viêm mỹ lị, lị yên lặng thu đao vào vỏ viêm mỹ lị, lị bất mãn cong lên khỏe miệng một mặt ủy khuất lại tiếc nuối tự mình nói ra trong thành tiểu côn trùng nhóm cũng đều là thanh lý xong nhiều người như vậy, ta đều không có cướp được mấy cái. Ta nhìn thấy có mấy cái tiên tộc côn trùng chủ động chạy tới sư hình cung bên kia. Ngươi có thể đi nhìn xem, cố gắng còn sống. U Liên nhàn nhạt để lại một câu nói về sau, cầm trường đao quay người rời đi. Viêm Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn về phía sư hình cung bên kia, do so dự một lát, ngẫm lại thôi được rồi. Chỗ kia không thích hợp nàng khả ái như vậy mỹ thiếu nữ bước vào. Bên trong những người kia đơn giản chính là biến thái, nhất là cái kia thiên hình, sư hình cung. Mấy tên tiên tộc ở trong thành một đám thị vệ truy kích hạ hốt hoảng chạy trốn một đầu xuyên qua sự hình cung cách âm kết giới trốn đến sự hình cung bên trong bao vây chặn đánh một đám thị vệ thế thế vội vàng kéo lại dưới thân u minh tham năng dây cương không còn truy kích trong đó một tên thị vệ trong lòng run sợ quay đầu hướng dẫn đầu hỏi bọn hắn tiến vào sự hình cung còn truy à dẫn đầu nghĩ nghĩ lắc đầu không cần đã bọn hắn chủ động đưa vào sự hình cung cũng tình chúng ta lại đồng thủ đi thôi rút lôi. đám người cưới u minh tham năng thay đổi phương hướng rời đi dù sao những người kia là không có khả năng còn sống rời đi sự hình cung Chỗ nào sự hình cung bên trong tiên tộc đám người gặp truy kích ma rời đám người chủ động rời đi, không khỏi cảm thấy mười phần nghi hoặc, bọn hắn làm sao không đuổi, mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời khắc, bỗng nhiên người thấy một cỗ giày đặc cày mũi huyết tinh mùi hôi thối, mới bọn hắn vào xem lấy đào mệnh, không có phát giác, tiến vào trong này về sau, mới phát giác không thích hợp, nông đậm mùi máu tươi cùng hư thối bốc mùi hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, cỗ này gây mũi buồn nôn mùi hôi thối chỉ là nghe một chút, trong dạ dày đều là rời sông lấp biển, kém chút nôn mửa ra, cho dù là đứng tại vạn người trong đồng xác chết, chỉ sợ đều không có mùi vị này buồn nôn đây là nơi nào ạ yếu ghét thối sẽ không phải là ma tộc vứt bỏ thi thể địa phương đi không được mùi vị này ta không chịu nổi uệ, đám người sai người nhìn về phía trong phòng chỗ sâu chỗ sâu đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy nhưng có thể vững tin chính là mùi vị này chính là từ bên trong chỗ sâu bay ra có người cả gan hướng về phía trước bước vào mấy bước ý đồ đến bên trong tìm kiếm mới lối ra vừa đi ra hai bước dưới chân liên truyền đến ba ba đám nước âm thanh nước người kia nghi ngờ cuối người đưa thay sờ sờ dưới chân thủy trong tay lại truyền tới một trận xiên xệt xúc cảm hỗn tạp một chút sợi tóc cùng mảnh vụn nam tử sắc mặt dần dần chuyển thành hoảng sợ vội vàng ném ra chiếu sáng tiên phát chiếu dọi cả phòng quang mang sáng lên một khắc này mọi người tại đây trong nháy mắt sợ ngây người cảnh tượng trước mắt đơn giản có thể nói là luyện ngục gian phòng trên mặt đất chảy xuôi nồng đậm máu tươi máu tươi bên trong hỗn tạp tóc cùng các loại trên thân thể tứ chi mảnh vụn ra người cùng nửa cái đầu phiêu phụ ở phía trên ao máu gian phòng hai bên trên vách tường treo từng cỗ tra tấn không thành nhân dạng hư thối thi hài thi hài tàn phá hư thối gương mặt bên trên tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ từng dãy thần hồn bị câu hồn chảo xuyên thấu xương tì bà cao cao treo giữa không trung thần hồn bị tra tấn không thành nhân dạng hấp hối rất khó tưởng tượng những người này trước đây kinh lịch cái gì có người nhận ra một người trong đó kinh thanh hô đạo đạo thiên minh chấp sự treo trên cao tại gian phòng phía trên thần hồn bên trong một người trong đó chính là đạo tiên gia chấp sự đạo thiên minh thời khắc này đạo thiên minh thần hồn thân thể giống như là kinh lịch thiên đao vạn của tàn phá không chịu nổi nhận hết tra tấn vạn vẹo thần hồn sắp tán chưa tán nghe được tiếng kêu đạo thiên minh trở lại một tia thần mặt lộ vẻ cung hỉ gần như tội như nổi điên hướng phía tiền đến đám người khẩn cầu nhanh nhanh giết ta cầu các người, máu giết ta ta rốt cuộc chịu không được nhanh nha đám người đám người bị đạo thiên minh cái này điên cùng giống như muốn chết hù dọa đến cùng là xảy ra chuyện gì để một vị tiên tôn như thế muốn chết Tạo thiên minh đại nhân, mai chờ một chút, chúng ta lập tức cứu ngươi ra. Một người đi lên trước nói, ai ngờ đến đạo thiên minh lại là dọa đến thẳng lắc đầu, không ngừng kêu rên khẩn cầu. Đừng, đừng cứu ta, ta muốn chết, các người mau giết ta, tên kia liền muốn đến rồi, nha nha, tên kia là ai? Nhìn thấy đạo thiên minh một lòng muốn chết dáng vẻ, trong lòng mọi người vạn phần sợ hãi cùng nghi hoặc, anh nha, mời tới khách nhân, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, thật lâu không có nhân chủ động đến ta cái này làm khách, thật sự là quá làm cho người ta cao hứng. Đúng lúc này, một đạo âm trầm kinh khủng tiếng cười từ gian phòng đen nhánh chỗ sâu chậm rãi chuyển đến một cái toàn thân khâu lại các loại làn da nam tử trên mặt khiếp người mỉm cười từ trong bóng tối đi ra trên người hắn treo đầy rực rỡ muôn máu các loại công cụ đi theo phía sau một đám cùng hắn đồng dạng toàn thân bạch bào nhu máu trợ thủ mỗi người trên thân tựa như là tại trong huyết chỉ ngâm mấy trăm năm toàn thân bị mùi máu tươi bao phủ vừa nhìn thấy thiên hình đám người tiên tộc đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt thể xác tinh thần bản năng cảm thấy run rẩy sợ hãi thiên hình lết quá mức nhìn phía treo đạo thiên minh âm trầm cười nói Ai nha, tiểu minh vẫn là rất sinh long hoạt hổ mà. Xem ra ta còn có thể nhiều yêu thương người một trận. Tả hộ phát đại nhân thế nhưng là dặn dò ta thực muốn cổ y chiếu cố người đâu. Nghe nói như thế, đạo thiên minh dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng. Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này ở chỗ này kinh lịch, hắn hận không thể tự hủy thân hồn. Mà ở nơi này, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Hư hư ở trước đó, trước tiên cần phải hào hạo chiêu đãi mới tới khách nhân mới được. Hoan nghênh chư vị tới đến sự hình cung, sự hình cung cung chủ thiên hình. Tận tụy cho các người dâng lên phục vụ tốt nhất thiên hình đưa mắt nhìn sang tiền đến tiên tộc đám người khóe miệng sán lạn cười một tiếng tay vỗ ngực có chút đi ưu nhã thì lễ tiên tộc đám người nghe được sự hình cung bá chữ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch bọn hắn vậy mà chủ động chạy vào sự hình cung trong truyền thuyết ma giới tàn nhẫn nhất kinh khủng địa phương tiên tộc đám người bước chân nhẹ nhàng xê dịch còn chưa khởi hành thoát đi vô số thân nhỏ bé dài phẫu phi đao liền đâm mặc vào trên người bọn họ các nơi kinh lạc tiên cốt đem bọn hắn đính tại trên vách tường phi đao tốc độ nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp phản ứng đám người hoảng sợ phát hiện toàn thân bọn họ đan điền linh hải bên trong đều rốt cuộc không sử dụng ra được bất kỳ linh lực kiệt 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 ta chỉ là cắt đứt các, các ngươi trên người linh lực kinh lạc phong bế đan điền của các ngươi linh hải mà thôi các ngươi đừng lo lắng ta dịch ra các ngươi động mạch cùng yếu hại các ngươi sẽ không chết dù sao chúng ta còn muốn cùng một chỗ sinh hoạt thật lâu đây này thiên hình như một trận âm phong trong chớp mắt đi tới đám người trước người ngay phía trước nam tử nhìn qua thiên hình kia phun nứt kinh khủng đồng tử dạ đến không thể thở nổi hoàn toàn bị sợ hãi chỗ chi phối người tên là gì nha thiên hình xích lại gần nam tử trước mặt lễ phép hỏi đinh đinh diệu nam tử run rẩy trả lời đinh diệu vậy sau này ta gọi người nhỏ diệu làm hoan nghênh nhỏ diệu người đến chúng ta trước hết đơn giản đến cái lột ra đi đừng lo lắng sẽ có một chút xỉu đau là bình thường ta là tuyệt đối sẽ không để người chết mất nha thiên hình cúi đầu xuống tại đây người treo công cụ men trên tinh tế chọn lựa cái này không được dễ dàng đem thịt cắt bỏ lần đầu tiên nói vẫn là tận lực ôn nhu một điểm tốt Liên thanh này à cắt lấy túi ra thời điểm còn có thể tiện thể làm đường viền thiên hình gỡ xuống một thanh mang răng cơ cong cung tiểu đao hai lòng cười nói nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không ngừng lắc đầu sợ hãi cầu xin tha thứ chờ đã chờ một chút van cầu ngươi không không muốn giờ phút này nam tử trong lòng vô cùng hối hận trốn vào sự hình cung bên trong không bằng mới trực tiếp chết đang đuổi giết thị vệ trong tay đừng lộn xộn à không phải cắt bỏ túi ra liền không hoàn mỹ thiên hình một tay đè lại đầu của nam tử răng cơ tiểu đao tơ lụa du tàu ở trên người hắn anh anh à rất nhanh sự hình cung bên trong vang lên từng đợt tê tâm liệt phế cực kỳ bi thảm thống khổ tiếng kêu rên mà đôi này sự hình cung tuổi nói chỉ là mỗi ngày thường ngày thôi nàn ma lĩnh nơi nào đó bình nguyên phía trên tây vực ngàn mà bách tộc mấy vạn gia tộc đệ tử toàn bộ hội tụ ở đây giờ phút này vĩnh dạ quân thành nội đám người nên đã dựa theo kế hoạch động thủ đám người cũng đang lặng lặng chờ bên kia truyền đến tin tức tốt nếu là thành công bắt tập phu nhân cùng tiểu công chúa vậy bọn hắn liền dựa theo kế hoạch tuyên bố thoát ly mà tôn trưởng khống tây vực ngàn mà bách tộc tự thành ma dưới một mạch nhưng mà vĩnh dạ quân thành bên kia còn không có tin tức không nói thiên ma nhất tộc người cũng là chậm chạp không có đến ở đây các tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão ngồi trên đài hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm thiên ma ta sùng hắn làm sao còn không mang theo thiên ma nhất tộc người đến tu hợp thiên ma nhất tộc sẽ đến chậm thật đúng là hiếm thấy việc này là hắn bốc lên dù thế nào cũng sẽ không phải chính hắn trước sợ hãi đi hừ hắn nhưng là cam đoan nói có thể kiềm chế ở ma tôn ta mới dám đáp ứng hắn thiên mà nhất tộc nếu là không dám tới đây không phải là hại chúng ta mà nếu không phải người đi thiên mà nhất tộc lãnh địa nhìn xem chúng gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão lo lắng ngồi ở chỗ này như ngồi bàn trông công nhiên tuyên bố muốn cùng ma tôn đối địch đây chính là đánh cực tây vực ngàn mà bách tộc tương lai tham dự dung không được nửa điểm sơ suất đang lúc đám người còn tại thương thảo thời khắc một đạo bóng ma chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người dưới chân rõ ràng trên đài không có bất kỳ vật gì lại là không hiểu nhiều hơn một đạo nhúc nhích cái bóng một đám tộc trưởng cùng trưởng lão nhìn qua cái bóng thần sắc trong nẻ mắt trở nên vạn phần hoảng sợ là bóng đen có một người mở miệng hô lớn một giây sau cái bóng bên trong đột nhiên bắn ra mấy đạo ảnh thử đem mấy người tại chỗ chém giết cái bóng chậm rãi từ trên đài dâng lên ngưng tụ thành hình không bao lâu toàn thân đen nhánh không có ngũ quan bóng đen tại mọi người tầm mắt bên trong nổi lên trong lòng mọi người giật mình vô cùng cảnh giác nhìn chăm chằm bóng đen vị này hứa hộ pháp đại nhân tại ma dưới tồn tại cản xa không thể so với nguyệt thanh u cơ hội cũng không có người thấy qua nó xuất thủ thực lực tu vi một mực là ẩn số chỉ biết là nó từ trước đến nay xuyên thẳng qua bóng ma bên trong vô tung vô ảnh hình như quỷ mị chỉ nghe từ ma tôn chỉ lệnh bóng đen xuất hiện ở đây mang ý nghĩa vĩnh dạ quân thanh bên kia khẳng định là đã động thủ mà bên kia kết quả chỉ sợ không hết nhân ý bóng đen nhìn chăm chủ đám người cánh tay biến thành một thanh to lớn sắc bén liên đao không chút do dự liên đao xẹt qua một đạo đen nhánh tàn ảnh trên đài chư vị trưởng lão lập tức bị bêu đầu kịp phản ứng đám người kinh hoàng phi thân vọt lên vội vàng lớn tiếng giận dữ hết tất cả mọi người giết nó ở đây mọi người dưới đài nghe được mệnh lệnh nhao nhao bay vọt lên đúng lúc này bốn phía hư không vặn vẹo trong hư không bay ra từng chuôi câu liêm đem mọi người xuyên qua kéo vào hư không bên trong đám người quá sợ hãi nhìn quanh giữa không trung bốn phía từng vị ám vệ người hầu tứ hư không cùng trong bóng tối bước ra đen nhánh thân ảnh che đậy bầu trời trong tay nhiều máu câu liêm lượn vòng là ám vệ người hầu, ám vệ người hầu đến tiễu sát bọn hắn, bóng đen với vây tay, tất cả ám vệ người hầu toàn bộ xuất thủ, trang diện trong nẻ mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng, xuyên thẳng qua câu liêm như là liên đao đem ở đây Tây vực ngàn mà bách tộc đám người đều đổ xác, không có đường lui, đám người cùng một chỗ hợp lực giết nó, mới may mắn đào thoát bóng đen liên đao thu hoạch một đám tộc trưởng trưởng lão cắn ra một cái, kiên trì cúi người sông về bóng đen, bóng đen lù lù bất động, mặc cho vô số thân ma nhận xuyên thấu thân thể của nó đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm giác tựa như là chém không khí không có chút nào thực cảm giác mà bóng đen hai tay lại lần nữa biển hóa hai thanh lưỡi đao giao nhau lưỡi đao như là cái kéo trực tiếp đem trước người đám người chặn ngang chém giết những người khác dọa đến không còn dám tùy tiện tiến lên nhao nhau lấy linh lực dâng lên hộ thuẫn ngăn tại trước người bóng đen thì là tại mọi người nhìn chăm chú trốn vào trong bóng tối biến mắt không thấy gì nữa sau một khắc một thanh đen nánh như ảnh lưỡi dao liền đã từ phía sau lưng quán xuyên một người thân thể bóng đen chậm rãi từ dưới chân của hắn dâng lên nửa người tiện tay giết phía sau một người lại lần nữa trốn vào cái bóng bên trong biến mất rời đi cái bóng đám người dậm chân một cái toàn bộ bay vọt đến giữa không trung phía trên bóng đen từ mặt đất trong bóng tối hiển hiện trên thân nhô ra mấy cái liên đao cánh tay thật dài bóng ma cánh tay như là dây thừng kéo trên mặt đất nơi bàn tay lại là từng chui xôn hắc phong lợi liên đao hắn bóng ma thân thể cấu tạo hoàn toàn có thể tùy ý biến ao thành bất kỳ hình thái bóng đen đứng sừng sững nguyên địa mười mấy con cánh tay như gió lóc tùy ý vung về lượn vòng kiếm khí tùy ý bay tử tung hư không bị cắt đứt như là xé nát phải tơ một nháy mắt ở đây tay vực ngàn mà bách tộc chúng đệ tử tử thương vô số tứ chi bay loạn mà bóng đen lại không cách nào đục vào cũng sẽ không thủ thương bọn hắn căn bản không làm gì được nó Bằng vào nó lực ra lượng một người hoàn toàn đủ để đổ sát sạch tất cả mọi người ở đây đây cũng là cùng tả hộ pháp đại nhân nổi danh mà tôn hữu hộ pháp à. đám người cũng không dám lại tiếp tục đợi ở chỗ này không để ý tộc nhân khác vẫn còn quay đầu liền hóa thành thần hồng chạy trốn gặp muốn chạy trốn người rất nhiều bóng đen lập tức hóa thành một bãi đen nhánh như thủy chiếu cấp tốc khuếch tán đem phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bao trùm cái bóng như là túi sách tủ đồng dạng đem phạm vi bên trong tất cả mọi người bao phủ trong đó tất cả mọi người tầm mắt đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy cho dù là tề gia pháp bảo dùng tiên pháp chiều sáng cũng không nhìn thấy tất cả mọi người thất kinh trong bóng tối như con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn sợ hãi bốn phía phát ra từng tiếng kêu to bên người không ngừng truyền đến đồng bạn thống khổ kêu rên thanh âm máu tươi vẩy ra để những người khác trên thân tất cả mọi người liều mạng ý đồ đánh vỡ cái này bóng ma lồng gian đào thoát nhưng mà lại chỉ là phí công trong bóng đêm thân thể cảm giác giống như là bị vô số dễ lưỡi dao đâm xuyên cho dù là chống lên ngự thân pháp bảo cũng không ngăn cản được bao lâu tất cả mọi người nhìn không thấy cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì ngay tại đen kịt một màu bên trong sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chết đi thời gian dần trôi qua tiếng kêu rên dần dần biến mất đen ngành bóng ma trong lồng giam không còn có nửa điểm tiếng vang bóng ma lồng giam dần dần co vào bao phủ mấy trăm dặm kẻ bóng một lần nữa biến thành bóng đen một người trên mặt đất đầy đất thi hài Tây vực ngàn mà bách tộc mấy vạn người tại bóng ma lồng giam bên trong toàn bộ chết chỉ có một đám ám vệ người hầu hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững ở nguyên địa bọn hắn thậm chí cảm thấy đến ở chỗ này lộ ra rất dư thừa băng vào bóng đen đại nhân một người liền hoàn toàn đầy đủ xác nhận toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau bóng đen tùy tiện huyễn hóa thành một nam tử đồi ám vệ người hầu đám người hạ lệnh chủ nhân có lệnh tây vực ngàn mà bách tộc tất cả tham dự tộc duệ toàn bộ thanh trừ vâng một đám ám vệ người hầu lĩnh mạnh đạo các tốc bước vào vạn vẹo trong hư không đi đến tây vực ngàn ma bách tộc các nơi từ đây các gia bắt đầu tây vực ngàn ma bách tộc nhắc lên một trận gió tanh mưa máu tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên quanh quẩn tại toàn bộ ma giới tây vực cùng lúc đó một bên khác thiên ma nhất tộc lãnh địa tộc địa bên trong khắp nơi trên đất thi thể hải cốt máu tươi nhuộm đỏ đại địa xâm nhiễm dòng sông trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi mê mờ thật sự là mùi thơm nát sông vào mũi khí tức ám duệ huyết nghiệp chắp hai tay sau lưng ung dung dạo bước tại thiên ma nhất tộc trên lãnh địa hướng phía thiên ma tà điện phía trên đi đến ở phía sau hắn nổi lo lửng một viên tinh hồng lưu động huyết cầu thỉnh thoảng đem một bộ phận trên thân người máu tươi rút ra đặt vào trong đó phạm nàng ngăn cản hắn huyết cầu bên trong liền sẽ tự hành vung vẩy chảy máu do tại chỗ đen trước người đám người phân thây đương nhiên không ngăn cản hắn cũng phải chết dù sao mà tôn đại nhân nói muốn toàn bộ giải quyết sạch sẽ cứ như vậy ám duệ huyết nghiệp men ngang một đường giết sạch thiên ma nhất tộc tất cả mọi người cùng trong cung điện tỷ vệ chậm rãi đẩy ra thiên ma tà điện đại điện bên trong thiên ma tà sùng thân cư cao vị bên cạnh đứng đấy thiên ma tà vũ dưới chân chỉ có sau cùng mấy trăm tên thị vệ thiên ma tà sùng âm tà nhìn chăm chú lên ám rệ huyết nghiệp thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng không nghi tới ám rệ huyết nghiệp tới nhanh như vậy thực lực tu vi lại như thế kinh khủng hắn lấy lực lượng một người tàn sát toàn bộ thiên ma nhất tộc thiên ma tà sùng nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng hết thầy chuẩn bị như thế ẩn nặc hắn là thế nào biết hắn thiên ma nhất tộc chuẩn bị xuất thủ đúng lúc này một thị vệ cuống quyết chạy đến thiên ma tà sùng bên người đưa lỗ tai nói ra tà sùng đại nhân ngài nói vị kia tiên tộc đại nhân hắn không thấy mẹ nó quả nhiên tiên tộc côn trùng chính là dựa vào không được thiên ma tà sùng nghe vậy tức giận đến hận không thể đem phá thiên ăn sống nuốt tươi một phát giác không đúng chạy ngược lại là thật nhanh hôm đó liền không nên cùng hắn hợp tác ta sùng đại nhân ta thế nhưng là đã sớm đã cho ngươi lời khuyên mà người làn da ngu xuẩn nhất quyết định, mà tôn đại nhân đối người rất thất vọng à? Ám dễ huyết nghiệp nhìn qua điện trên đài thiên ma tà sùng, thần sắc trêu tức nói, Hừ, bớt nói nhiều lời. Ta thiên ma nhất tộc cũng dám động thủ, vậy liền không có sợ hãi. bằng vào ngươi một người, sẽ không thật cảm thấy một người có thể tàn sát ta thiên ma nhất tộc tất cả mọi người đi. Người tới, giết hắn! Thiên ma tà sùng tức giận từ trên chỗ ngồi đứng người lên, vung cánh tay lên một cái, cao giọng hạ lệnh. Điện dưới đai một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cắn ra một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy dũng khí xông về ám dệ huyết nghiệp, thật là khiến người bội phục đảm lượng, thiên ma nhất tộc ở phương diện này vẫn là đáng giá tán thưởng, bất quá, chỉ thế thôi, ám dệ huyết nghiệp dưới chân huyết dịch phun ra ngoài, trong khoảnh khắc đen đại điện mặt đất biến thành một bãi nồng đậm huyết trì, nhẹ chỉ bắn ra, trong huyết trì bắn ra vô số máu thương đen phía trước đám người đâm xuyên. Hậu phương đám người đạp trên phía trước san sát tại máu thương phía trên đồng bạn thi thể, bay vọt mà lên, lần nữa hướng ám dễ huyết nghiệp đánh tới chết đi vì chết đi tộc nhân báo thủ anh anh à đám người từng tiếng gầm thét hội tụ toàn lực cầm trong tay binh khí ra sức ném hướng về phía ám dễ huyết nghiệp ám dễ huyết nghiệp không nhúc nhích mặc cho trên thân đắp lên trăm binh khí đâm xuyên đám người sắc mặt vui mừng bọn hắn vậy mà giết ma giới thứ 11 một ghế ma thần ám dễ huyết nghiệp đứng tại trên điện đài thiên ma tà sùng cũng không nhịn được trong mắt lộ ra cuồng hỉ ma giới 13 ba ghế ma thần xem ra cũng không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại mà đang lúc đám người phấn chấn sau khi ám dệ huyết nghiệp nâng lên huyết đồng lạnh lùng liếc mắt tập xuống tới đám người đưa tay chui vào bên cạnh trôi nổi huyết cầu bên trong hắn hắn không chết đám người thần sắc kinh hãi còn không đợi đám người thoát đi một đạo huyết ảnh từ đám người trước người chợt lấy lên còn lại tất cả mọi người bị chặn ngang chém vỡ giữa không trung máu tươi huy sái vẩy ra như là mưa rơi rơi vào ám dệ huyết nghiệp trên thân ám dệ huyết nghiệp rộng mở hai tay mặt mũi tái nhợt nhuộm đầy xích hồng máu tươi phảng phất tiếp nhận tẩy lễ hai mắt nhắm lại hưởng thụ ở trong tay của hắn nắm lấy một cây như kiếm như roi, nơi kiếm răng cơ tinh hồng trường tiên, trôi nổi huyết cầu đen giữa không trung máu tươi đều hút vào trong đó. Ám dệ huyết nghiệp một mặt khinh thường đem đâm xuyên thân thể của hắn binh khí từng chui rút ra, tiện tay vứt xuống trên mặt đất. Huyết cầu thu thập huyết dịch như là dòng suối tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt thương thế trên người khô phục như lúc ban đầu. Nếu như là hồn mị tên kia, năng hẳn là sẽ thật cao hứng. Ta như một chút đều không thích bị người đâm xuyên thân thể. Bất quá nhìn thấy lũ sâu kiến trong khoảnh khắc đó sinh ra hy vọng lại không lưu tình chút nào đem bọn hắn hy vọng xóa bỏ thật là khiến người ta vui vẻ à ám dệ huyết nghiệp bàn tay vuốt mặt một mặt tà mị nhìn về phía trên điện đài thiên ma tà sùng giờ phút này đại điện bên trong chỉ còn lại có hắn cùng bên cạnh thiên ma tà vũ hai cha con thiên ma nhất tộc bị ám dệ huyết nghiệp một người tàn sát hầu như không còn thiên ma tà sùng đã là phẫn nộ tới cực điểm một thân hùng hậu tiên để linh lực bộc phát ra huyết nghiệp hôm nay thiên ma nhất tộc huyết hải thâm cửu ta muốn ngươi để mạng lại còn liên để cha con ta hai người lãnh giáo một chút trong truyền thuyết 13 ba ghế ma thần đến tổ cùng có bao nhiêu lợi hại tả vũ đồng thủ thiên ma tả sùng quát lên một tiếng lớn hạ lệnh Má một đạo hàn quang một trả má qua thiên ma tả sùng mang theo một mặt khiếp sợ đầu trên đầu người lăn xuống mà động tay không phải người khác chính là vẫn đứng tại bên cạnh hàn sau bên cạnh nhi tử thiên ma tả vũ thiên ma tả vũ trong tay cầm lưỡi dao trong mắt băng hàn Liên nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút thiên ma tà sùng thi thể đưa tay chộp một cái trực tiếp đem thiên ma tà sùng thân hồn từ thể nội ngạnh sinh sinh rút ra tà vũ vũ nhi ngươi thiên ma tà sùng thân hồn bị thiên ma tà vũ nắm trong tay một mặt khó có thể tin hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì hắn một tay vun trồng cưng triệu thân nhi tử sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ nhìn qua thiên ma tà vũ không tình cảm chút nào đối mắt thiên ma tà sùng phảng phất là minh bạch cái gì run rẩy nói ra ngươi ngươi không phải vũ nhi người đến tôi cùng là ai hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao bọn hắn vừa động thủ ám dễ huyết nghiệp liền trực tiếp động thủ tàn sát thiên ma nhất tộc vì cái gì mà tôn tựa hồ vẫn luôn biết hắn bên này bất cứ tin tức gì cùng động tính nguyên lai like cái này bế quan mà ra thiên ma tả vũ căn bản không phải con của hắn thiên ma tả vũ tà mị cười một tiếng trong tay một nắm đem thiên ma tả sùng thân hồn một tay xinh xinh bóp nát anh anh à tại một trận thống khổ tiếng kêu rên bên trong thiên ma tả sùng thân hồn vỡ nát như vậy tiêu tán thời gian làm xong đây hết thầy về sau thiên ma tả vũ nhặt lên thiên ma tả sùng đầu cùng thi thể thu nhập tiên trong nhẫn ngươi là khôi đúng không ám dệ huyết nghiệp toàn bộ hành trình đều nhìn ngay người hậu chi hậu giác minh bạch cái gì đi lên trước hỏi lần thứ nhất nhìn thấy thiên ma tả vũ thời điểm hắn đã cảm thấy hắn quái chỗ nào quái quá chậm ổn không giống như là thiên ma tả vũ cả tính bất quá khi đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều là ta khôi nhàn nhạt trả lời một câu ám dệ huyết nghiệp tại một đám trong thi thể chọn lựa thích hợp bộ kiện bảo lưu lại tới cuối cùng con mồi bị cướp đi ám dệ huyết nghiệp rất là bất tác sĩ hiếu kỳ đi theo khô bên người hỏi ngươi là lúc nào thay thế đi thiên ma tả vũ ở bên trái hộ pháp đại nhân nghe nói ma dưới bên trong có người giật dây ta ma tộc người đối phó phu nhân cùng tiểu công chúa thời điểm khôi cũng không quay đầu lại trả lời tại lúc trước ma thần trong hội nghị Dạ thiên thần nói cho Nguyệt Thanh U có người tại ma giới giật dây hắn ma tộc người đối phu nhân cùng tiểu công chúa xuất thủ thời điểm. Nguyệt Thanh U liền đã mạnh hắn điều tra. Đúng lúc hắn phát giác thiên ma nhất tộc bộ dạng khả nghi, không an phận. Thế là tại thiên ma tả vũ bế quan gia trước đó, đi vào giết chết hắn. Lan thành một bộ mới khôi lỗi thay thế thân phận của hắn. Ám dệ huyết nghiệp nghe vậy, có chút kiên kỵ lắc đầu. Khôi cùng bóng đen đại nhân vẫn là ít gây tương đối tốt. Ai biết hai người bọn họ sẽ đóng vai thành người nào tới gần. Thinh linh chính là một kiếm bêu đầu đâu. Ma thần cung điện, trong tầm cung, Ninh Dạ Thần một mình chấp hai tay sau lưng đứng tại gian phòng trên ban công lặng lặng ngắm nhìn lớn như vậy vĩnh dạ quân thành tại hắn hạ lệnh thanh trừ hết trong thành tất cả dấu kính côn trùng về sau thanh nội từ một mảnh keo dên rối loạn dần dần quy về bình tĩnh bóng đen từ Ninh Dạ Thần dưới chân trong bóng tối nổi lên hai tay đưa ra tay vực thiên mà nhất tộc tin tức Ninh Dạ Thần mở ra thư phía trên chỉ có ngắn gọn bốn chữ toàn bộ thanh trừ Ninh Dạ Thần nhìn thoáng qua tiện tay đen trong tay giấy viết thư biến thành cho tàn tay vực ngàn mà bách tộc mặc dù thanh lý đi nhưng hắn biết trụ sử sao màn còn không có giải quyết đâu hắn khẳng định là trước thời gian chạy mất không phải chỉ bằng cái kia chút thực lực là không thể nào từ bóng đen trong tay đào tàu bất quá cũng được cũng kém không nhiều là thời điểm đi lên tìm đạo tiên gia cùng hắn tính toán chương mục cha nát cảm giác đang lúc ninh dạ thần cùng bóng đen cùng nhau đứng tại ban công lúc còn chưa ngủ là không dạ lặng lẽ meo meo bò xuống đi giường Dấm lên nhỏ nhắn xinh xắn sữa chạy bộ đi qua nại thanh nại khí hô Lạc Như Anh cùng sau lưng là Khổng Dạ, bà tác sĩ Song Ninh Dạ thần cười cười, hai tử nhất định phải cùng ngươi cùng ngủ, là mẫu thân cha còn có dạ dạ cùng một chỗ ngủ. Lạc Khổng Dạ nhu nhu cải chính, tốt tốt tốt, cha cái này đến. Ninh Dạ thần cưng chiều cười một tiếng, đi qua đêm Lạc Khổng Dạ ôm vào trong ngực, kiểu nhu nhu hai tử ôm tựa như là cái gạo nếp nắm đồng dạng mềm nhũ lại ở mát, thật là làm cho hẳn yếu thích không buông tay. Lạc Khổng Dạ vui vẻ hít mắt ghé vào Ninh Dạ thần đầu vai, linh động mắt to nhìn qua phía sau hẳn bóng đen, trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc luôn cảm giác đoàn kia vật đen như mực giống như ở đâu gặp qua bóng đen gặp là hồng dạ tự hồ không có nhận ra nó suy tư một lát trong nháy mắt biến hóa thành tiểu hắc miêu mèo anh là con mèo nhỏ người trở về rồi là hồng dạ nhãn tình sáng lên ngạc nhiên hô bóng đen nhảy lên chủ động nhảy tới ninh dạ thần đầu vai để là hồng dạ đưa nó ôm vào trong ngực đứa nhỏ này làm sao nhận mèo không nhận người đâu ninh dạ thần bất đắc dĩ cười một tiếng đành phải để bóng đen tiếp tục làm lấy lạc hồng dạ sùng vật đùa nàng vui vẻ lạc như anh mặt mỉm cười đi theo ninh dạ thần đi trở về trong phòng tại vừa bước ra một bước lúc ngực bỗng nhiên kịch liệt chấn động đôi mắt đẹp ngưng tụ hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lạc như anh bước chân trí trệ tầm mắt mơ hồ thân thể không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước ngã quỵ cũng may ninh dạ thần kịp thời phát giác vươn tay cánh tay ôm cái hông của nàng nương tứ người thế nào ninh dạ thần đầy cõi lòng quan tâm khẩn trương hỏi tại trở lại ma thần trong cung điện lúc trên đường đi hẳn cổ ý đã kiểm tra lạc như anh thân thể cũng không nhận được bất luận cái gì tổn thương làm sao vô duyên vô cờ sẽ bỗng nhiên hướng về phía trước ngã quỵ đâu mẫu thân mẫu thân ngươi không sao chứ lạc hồng ra ông bóng đen khuôn mặt nhỏ cũng đầy là lo lắng ân cần thăm hỏi nói để các người lo lắng không có việc gì chỉ là chân trượt mà thôi phu quân cùng dạ dạ các người đừng lo lắng lạc như anh ngầm đầu mỉm cười nhưng mà nàng hơi có vẻ mặt tái nhợt cò má cùng trên trán đổ mồ hôi sớm đã nói rõ thân thể nàng dị dạng ninh dạ thần nhướng mày không nói hai lời đem một tay đem lạc như anh ôm bỏ vào trên giường em đưa tay nắm lại nàng mạch đập lạc như anh mạch đập trở nên vô cùng nhẹ nhàng khí tức cũng bất ổn liền ngay cả thể nội linh lực lưu động đều suy yếu rất nhiều phu quân đừng lo lắng ta chỉ là hơi mệt nằm một chút liền tốt lạc như anh nhìn qua ninh dạ thần cau mày bộ dáng trong lòng hết sức cao hứng nhưng lại không muốn để cho hắn lo lắng ninh dạ thần cũng không có bởi vì lạc như anh mà từ bỏ trần bệnh thân thể của nàng ngược lại lông mày càng thêm khóa chặt thần sắc không vui nương tử khi nào thì bắt đầu ninh dạ thân nhìn qua lạc như anh hơi sinh khí hỏi trải qua cẩn thận dò xét hắn mới phát hiện nàng giả tâm đã nứt ra đây chính là liên quan đến tính mệnh sự tình nàng lại còn nói không có việc gì lạc như anh gặp ninh dạ thân tựa hồ thật sự tức giận cũng đã phát hiện dứt khoát không còn dầu giếm sớm nhất có thể là tại yêu vực xâm lâm bên trong đối mặt quỷ phu lúc ngực chúng một trường khi đó còn chưa không có ngại về sau tại nam ly học viện lại mạnh mẽ ngăn lại đạo tiên thủy miều một kích lúc Chỗ ngực liền mơ hồ cảm giác làm đau, chỉ bất quá tại thoáng nghỉ ngơi về sau, cũng không có cảm giác cái gì dị dạng. Về sau lại mấy lần cứng ép thôi động thể nội linh lực, đưa đến nay đã bị hao tổn giả tâm trong lúc bất chi bất giác có chút phun nứt. Lần này tại xương trắng bí cảnh bên trong, nếu không phải hồn mị kịp thời chạy đến, nàng kém chút lại mạnh hơn đi thôi động linh lực ninh địch. Giả tâm cũng rốt cục đá nứt ra một đạo khe hẹp, nàng cũng là trên đường trở về mới phát hiện. Vốn nghĩ về sau nghĩ biện pháp biểu dưỡng thân thể một cái liền tốt, không nghĩ tới thân thể nhanh như vậy liền xuất hiện dị dạng. Ninh dạ thần nghe xong, đối lạc như anh kệ mạnh lại dầu giếm mực thương thế cảm thấy sinh khí lại đau lòng nhìn qua ninh dạ thần nghĩ đối nàng sinh khí lại không nỡ một mặt phụng phịu dáng vẻ lạc như anh cười một tiếng đưa tay cầm bàn tay của hắn ôn nhu xin lỗi nói thật có lỗi phu quân để ngươi lo lắng bất quá ta thật đã không sao ngươi nhìn để chứng minh mình đã chậm đến đây lạc như anh ý đồ từ trên giường em ngồi dậy kết quả đương nhiên là bị ninh dạ thần không lưu tình chút nào một mực đặt tại trên giường nâng tử ngươi bây giờ không được lộn xộn nếu không vi phu tức giận không thể bảo đảm đối ngươi làm ra cái gì ninh dạ thần tức giận chừng mắt lạc như anh nhắc nhở nói lạc như anh khuôn mặt đỏ lên bất mãn có chút mân mê khóe miệng thanh thanh thật thật nằm ở trên giường em gia hỏa này từ khi bại lộ ma tôn thân phận về sau càng ngày càng bá đạo không giảng lý xem ở hắn là tại quan tâm nàng phân thượng nàng liền không so đo lạc hồng dạ ngồi tại ninh dạ thần trong ngực mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua nằm tại trên giường em lạc như anh ngẩng đầu nhìn về phía ninh dạ thần hỏi cha mẫu thân thế nào dạ dạ đừng lo lắng có cha tại mẫu thân ngươi không có việc gì ninh dạ thần sở lên lạc hồng dạ cái đầu nhỏ an ủi dạ dạ mẫu thân không có việc gì đến đến mẫu thân nơi này đến lạc như anh hướng về phía lạc hồng dạ rộng mở hai tay khẽ cười nói lạc hồng dạ từ ninh dạ thần trong ngực ôm bóng đen chậm rãi bỏ hướng lạc như anh có do nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa vào trong ngực của nàng ninh dạ thần cầm lạc như anh nhỏ nhắn mềm mại bàn tay hướng về phía bên ngoài tẩm cung hô khôi thanh u mau tới gặp bản tôn thoại âm rơi xuống nguyệt thanh u cùng khôi hai người liền vội vàng đuổi tới nguyệt thanh u đẩy cửa vào nhìn thấy nằm nắm tại giường sắc mặt hơi tái nhợt lạc như anh thần sắc giật mình lập tức đi tới bên cạnh nàng ma tôn đại nhân phu nhân nàng chẳng lẽ thụ thương sao